em xin chào mọi người. Hôm nay em giao lưu với mọi người lô sen trái cho mọi người nè. Nhưng mà trong lô thì nó là 5 cây ha, nhưng mà chỉ có để chừng cây có trái cho mọi người thấy thôi, chứ mà mấy cây này thì nhầm cây là chưa có trái, giờ mình trồng thì thời gian nữa nó có trái ha. Mã này là mã số M1 nha mọi người. Này là sam trái M1, cây đầu tiên này em giơ từng cây cho mình dễ thấy ha. Cây là nhỏ, nhỏ cỡ ngón tay út nè. Nhỏ hơn bằng đầu đũa ăn nha anh em. Trái dày luôn đó. Trái dày á. Mã M1 nha, để em giơ từng cây. Có 5 cây nha mọi người. Cái này là em đóng ốp giấy nha anh em. Có khi mấy cái nhánh nhỏ ở trên cái cây đó, mấy nhỏ trên cây nè, nó bị gãy ha, anh em thông cảm nha. Đó. Giờ em mới hết sọt, em chỉ bỏ ốp giấy thôi, ốp giấy em kẹp cây phía ngoài ha, nhưng mấy cái nhánh nhỏ này nè, chứ nhánh cốt chính thì nó không có gãy ha. Rồi, nè, cây số 4. Đó. Mã số M1 ha. Cây này thì chưa có trái ha. Này sam trái đảm bảo 100% nha anh em. Đó, cây số 5. Rồi mã số 1. Mã số M1 giao lưu với mọi người 200.000, 5 cây ha, em bao ship. M2. Rồi cái mã này thì cây cao cao luôn nha mọi người. Một cây. Cây nhỏ hơn nó út ra. Cây số 1, mã số M3. Cây này nó cao ha. Cao này cao 2 gan luôn nha mọi người. Này, có cây này nó có tàn nè. Này cao tầm 1 gan tay thôi ha. Đó, em để gì trên đó. Cây cỡ đũa ăn, đầu đũa ăn nha anh em. Hoặc bự hơn chút. Cây này là gần 2 gan luôn. Dán bài luôn ha. Cây số 3. Này, cây số 4. Trong cái lô này có 5 cây nha mọi người. Mấy cây này thì chưa có trái ha, nhưng mà về mình trồng thời gian có trái, đây này là sam trái nha. Rồi cây số 5. Mã số này là mã số M3. 200.000 ba ship cho mọi người. Tiếp theo là M4. Nè. Lô này có một cây là có trái luôn ha. Anh em về uống lại ha, vô dây uống lại ha anh em. Mấy nhánh nhỏ thì nữa về nó gãy thì nữa nó mọc cây nhánh mới nha anh em. Mấy cái nhánh nhỏ này à. Nè. Dạ. Cây này cây trong này lâu rồi ha, này nhánh chiết nha mọi người. Đó. Cây số 4 cây này nè. Cây đó đẹp anh em ơi. M4 200.000 bao ship luôn nha, 5 cây M4 cho mọi người. Rồi tiếp theo M5. M5 này, này nó lùm tùm quá, phải quay lần một cây đi. Đây, cây số 1, mã số M5 nha. Ai thích 5 cây này thì báo em là M5. Về mình uống nha. Cái này nó ra quá trời nhánh luôn nè.
những rễ nó ăn đầy với vậy. Trái luôn nha mọi người. Để trái rồi cho mọi người xem ha. Cây số 2. Rồi tiếp theo cây thứ 3 trong lô. Này là đồng hai nha. Rồi cây thứ 4. Mã số này là mã số M6. M6 cho mọi người. 5 cây M6 200.000 bao ship. Rồi tiếp theo M7. 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 Ồ cái này nó hơi to không mấy cái kia nè. Ở dưới này nó to này. M7 ha, chiều cao nó tầm là 2 gang tay của em thôi. Hơn cây đó khá to đó anh em ơi. Cây to nè. Cây to cây nhỏ ha. Này mã số M7 ha. Rồi năm cây này thì nó chưa có trái ha. Này nó ra bung ra lúc trái này. Nè. Để sang cái trái. Rồi 5 cây mã số M7 200.000 em bao ship. Rồi tiếp theo M8. Rồi mã M8 này bây giờ cao cao không ha. Lô này cao cao không ạ. Cao thì dễ uống nha mọi người. Mã số M8 cây đầu tiên. M8 cho mọi người 200.000, 5 cây 200.000 mã số M8. Rồi tiếp theo M9. Mấy cây này thì chưa có trái. Này nó có trái rồi cũng biết. Hiện tại là mấy cây này chưa có trái nha. Rồi, mã số M9, cây này to nè mọi người. Cao tầm 2 gang ha. Cái này cỡ ngón tay à, hơi tí. Cây này khá to nha nè. Giờ còn cao cao gì đây nha. Mã số này là M9. Ở ốp giấy mấy nhánh nhỏ này nó bị gãy anh em thông cảm nha anh em. Bây giờ em hết gỗ rồi. Bán nhiều quá giờ gỗ. Này bảo muốn cầm tay bằng đó. Nhớ cái cốt của nó thì nó không gãy, mấy nhánh nhỏ nhỏ trên thân á. Cố gắng đóng cho nó đừng gãy. Mã số M9 nha. Ai thích này thì chốt M9 200.000 bao ship 5 cây. Thì giờ mình làm giống luôn. Rồi tiếp theo M10 ha. Mã số M10. M10. Cái cây này thì chưa có trái nha. Em có báo trên clip chưa có trái. Mà từ từ nó sẽ ra trái thôi. Thì là xanh trái nè. Rồi. Mã số M10 200.000 em bao ship. Rồi tiếp theo M11. Rồi M11. Đây có một cây dáng như cây này đẹp nè ha. M11 có cây đẹp. Này.
gốc mã này là M11 200 nhà, em bao ship 5 cây nha mọi người. Một rồi, lô tiếp 5 theo cây. M12. Cái này dáng gì đẹp đẹp nha. M12. Khi nào cành nó dài gần như vậy là nó sắp có trái nha mọi người. Còn những cái cây dây cành non thì chưa có trái đâu. Mình nuôi thời gian nó mới có trái, nhưng mà này là xanh trái nha. M13. M13, mã số M13. Rồi, cây số 1. Rồi, cây số 2. Ví dụ như mấy cây này, cái nhánh này nó hơi còn non nè. Là nó chưa có trái á. Từ từ nó già như vậy nè. Mã này là xanh trái á, yên tâm đi. Trong lô nó có trái hết, có một số trái là mấy cây sao nó cũng có trái thôi à. Cái cây này thì nó chưa có trái nha mọi người. Ờ, cây này đẹp nè. Cây này nó nhỏ mà nó. Rồi. Mã số này là M12. 13. Mười mấy? 13. M13 nha mọi người, mã số M13, 5 cây này M13, 200 ngàn bao ship. Tiếp theo M14. M14. Số này là mã số M14, 200 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo M15. M15 nha mọi người. Cây số 3 cao hơn gan tay nha, gần 2 gan của em. Cây là nhỏ ha, nhỏ hơn con tơ út nha mọi người. Mã số M15. Rồi tiếp theo M16. M16. Cái dây này nó sắp có trái rồi nè mọi người. Cái già như vậy là lá xanh đậm là sắp có trái ha. Còn mấy cái cây mà lá nó hơi trắng trắng vàng vàng hơi vàng vàng á là nó chưa ra trái đâu. Thì đó thì mới ra lá. Mã số này là M16. Cây số 1. Khoảng 2 gian nha mọi người. Đây là dạng mini thôi nha, nhỏ tí thôi nha. Cây số 2. Nhỏ hơn con tơ út nè. Cây số 3.
M16 200.000 bao ship 5 cây, một lô 5 cây ha. Rồi tiếp theo M17. Rồi M17. Nè. Đây này tàn này. Tiếp theo M18. Này có trái đây, đi gốc. Đó, cái này chuẩn bị ra trái ha. Cái mã này chuẩn bị ra trái nè. Còn một cây đó ra trái. Này gốc nè. Chuẩn bị ra trái nha mọi người. Cái này là 2 gang ha. Dạng mini nha mọi người. M18. Mã số M18. Lô này nó hơi rối một chút. M18 nha. Chính là lô cuối cùng luôn. Rồi mã số M19. Cao quá. Rồi M19 đây. Cây đầu tiên. Này hơn gan tay thôi. Cây đó rất là đẹp đó anh em ơi. Cây đó anh em mua cây đó thôi là đủ tiền rồi đó. To luôn. Cây đó là đủ tiền luôn đó. Hai gang luôn. Cây này là nó dạng sắp có trái rồi nè. Ở đây cành nó già già nè, nhưng mấy cành nâu thì nó không có trái thôi. Cây đó là đẹp lắm anh em. Mua được cây đó là đủ tiền luôn đó. Uống lại cái là đẹp lên tiền. Chỉ có 200.000 bao ship anh em ơi. Rồi M19. Mã M19 nha mọi người. Rồi, là mã cuối cùng luôn nha anh em.